Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Tùng Lò Gạch. Hãy cùng với tôi chúng ta sẽ khám phá thế giới Toilet Tower Defense. Hello anh em, hôm nay mình sẽ lên cho anh em quả video mình summon unit để xem là mình số mình có phải là số bốc cứt không nhá. Thì hôm nay mình đã có được bạn Sơn bên vũ trụ Roblox cho phép cái quyền livestream. Thì mình cũng sẽ livestream hàng ngày ở trên kênh Discord. Tên kênh Discord thì mình sẽ để ở dưới bình luận của YouTube thì các bạn có thể xem nhé. Các bạn có thể vào xem và ủng hộ mình. Thế còn hôm nay thì mình sẽ làm quả Summon Unit 50k này để anh em xem nhé. Rồi, trước khi vào Summon Unit thì mình cũng quẩy tí may mắn nhá. Anh em đang nhảy vào đấy. Anh em đang nhảy vào hỏi anh làm ít. Chào mọi người đi. Rồi, anh em nhá, bây giờ mình chào anh em nhá. Mình sẽ làm quả video Summon Unit đây. Thì trước khi vào Summon Unit thì mình sẽ làm tí may mắn mọi người nhá. Đây rồi, hôm nay ở cái sự kiện lần này mà mình đã có cái may mắn cái bình may mắn này. Yo, ấn lên. Yeah. Summon. Ui da, xem đây. Up. Vâng, thưa các bạn, một Titan Speakerman. Hơi phẹt anh em ạ. Nhưng không sao. Tôi chưa có con này, có cũng đẹp. Phát thứ hai. Ôi, tay thối thế nhỉ. Phát thứ ba nào. Khám rõ đấy. Nếu quả này được UTC Cinema thì ngày mai tôi sẽ ăn phở. Ui được. Ngày mai đéo được ăn phở đấy anh em ạ. Phát tiếp theo là xem có hên không nhá. Ôi đen đấy. Không có cái gì à. Đang cần một con UTC để làm mấy đây. Con Titan Cameraman đây. Đang cần con Titan Camera đúng nhỉ. Sau lần này xung vẫn không ra nhỉ. Tỷ lệ sum đây rồi, 20 mythic anh em ơi. 20 mythic liền đấy. Anh em có nhìn thấy không? 20 mythic liền cũng tặng được. Tôi đều thích cinema may lắm nhưng tôi cũng được. Bây giờ chỉ thích ra màu xanh thôi. Màu xanh của anh toàn giảm mythic anh em ạ. Goblin để hoãn thua một phần nữa ạ. Lại lên dần đi đi. Tôi phải bảo đấy, đen quá anh em ơi. Tôi muốn khóc quá ấy. Rồi đâu nhỉ, unit à, ở đâu, ở đâu summon đâu nhỉ. Hey, boom liều. Cứ bị đá anh em ạ. Lại lên dần đi. Ôi anh em ơi, nhìn cái số tôi đen đấy nhỉ. Khám lọ. Có vẻ không phải quẩy lại một quay đâu. Mẹ toàn ăn common anh em ạ. Mẹ còn có cả ông ca speaker. Ui đen thế. Để ra nhảy lại cho lại. Ui dồi ôi, số con mẹ nó bốc cứt rồi. Để ra nhảy lại cho lại. Ui thể dục phát cho đỡ đen. Tôi chạy một vòng cho đỡ đen. Ui thôi, toàn lên dần đi thôi, khả năng tôi đủ lên dần đi phát cho cả server thôi. Ôi mẹ mày, tôi thừa mẹ lên dần đi rồi. Ôi con này đéo biết tôi bấm đại rồi. Đẹp quá. Phải ra Godly nhỉ? Godly. Thế đéo có Godly anh em ạ. Ui lại Legendary. Toàn Legendary anh em ơi. Đen đi chó lại vậy.
Đúng là số bốc cứt anh em ạ. Để mà tôi ra mày đến chụp con lên để đi đâu. Sau tôi chắc tôi cho anh em ở đây luôn thôi. À, anh em chờ tí nhá. Chắc anh em ở lại đi. Tôi cho thằng nào quý thì lại tôi cho đi. Đến đấy nhỉ. Ui. Ui. Quay. Quay quay quay. Ui giời đen nè. Không cách nào xung quanh anh hơn anh em ơi. Tôi bắt đầu cay rẽ đấy. Toàn lên trên đi đi nè. Ui giời. Cứt rồi anh em ạ. Không được con goblin nào. Quá đen. Ngày mai tiêu đề của video sẽ là 50.000 gold và không được con mẹ gì. Ish. 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 Thôi đi ra. Đéo ai đem vào tôi nữa thôi. Không ai đem vào tôi nữa thôi. Ôi toàn lên giờ đi đi rồi anh em ạ. Đen quá. Hết tiền rồi anh em ơi. Tôi cho anh em mỗi con mỗi người một con legendary nhá. Để đéo có gì ngoài legendary cả, nhà cửa như bill. Hiểu không? Lại lại super lại đèn đéo chịu rồi anh em ạ. 50.000 gold mà chỉ được mẹ đồng nát sắt vụn thôi. Bà em Rockstar. Bốn em. Năm em. Ok anh em. Divine Hoàng Anh. Đi, tôi vẫn còn nhiều legendary lắm anh em ạ. Để mà khám đéo chịu được. Đi, đúng là số cứt mà. Xung toàn là legendary. Còn bạn nữa, bạn cuối cùng. Road to Pro. Hết rồi anh em ạ. Rồi, như vậy là mình đã phát cho mấy anh em ở đây toàn bộ mấy con legendary và mình vẫn còn tương đối legendary anh em ạ. Chắc phải còn độ hơn khoảng độ gần 15 con nữa. Khi phải hơn. Thế thì mai mai khi nào mình rảnh mình vào phát nốt cho anh em nhá. Cảm ơn anh em. Chào anh em nhá. Thật là một video buồn. Yeah.